Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự đối với bị can Bùi Vĩnh Tuấn, 38 tuổi, ngụ xã Lập An, huyện Long Thành, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Tuấn Phát, công ty cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương và công ty cổ phần tập đoàn Boslin. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đề nghị các bị hại đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 23 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài thi hành lệnh khởi tố bắt tạm giam Tuấn để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Tuấn là giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Tuấn Phát, giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương và giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Boslin. Bằng việc thành lập các công ty kinh doanh bất động sản, Tuấn đã tự ý lập ra các dự án khu dân cư trái phép với các tên gọi các tường Dragon City, Sonata tại huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa, sau đó lừa ký các hợp đồng bán cho nhiều người thu về số tiền hơn 80 tỷ đồng.